Tiền đạo Rafael Success chính thức cập bến sông Lam Nghệ An từ câu lạc bộ Công an Hà Nội theo hình thức cho mượn có thời hạn 1 năm. Tại đội bóng mới, tiền đạo này sẽ khoác áo số 70. Thương vụ trao đổi giữa Hồ Văn Cường lấy ngoại binh từ câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tốn khá nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ban đầu, câu lạc bộ xứ Nghệ mong muốn có được sự phục vụ của John Clay. Tuy nhiên, do sông Lam Nghệ An không thể đáp ứng được yêu cầu về tiền thưởng, nên tiền đạo này đã quyết định chọn Hoàng Anh Gia Lai là bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình. Không thể có được cái gật đầu của John Clay, đội bóng xứ Nghệ liền chuyển hướng sang tiền đạo Rafael Success. Sau quá trình đàm phán giữa ba bên bao gồm sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Rafael Success, ngày 2 tháng 11, tiền đạo Nigeria chính thức cập bến sông Lam Nghệ An theo hình thức cho mượn có thời hạn 1 năm. Gia nhập sông Lam Nghệ An, Success sẽ mang áo số 70 và thi đấu ở hàng tiền đạo. Vào chiều 2 tháng 11, Success sẽ có mặt tại đài vận doanh của câu lạc bộ xứ Nghệ. Sau đó, anh sẽ cùng toàn đội sông Lam Nghệ An di chuyển đến sân Thanh Hóa vào ngày 3 tháng 11 để tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa ở vòng 3 Network V-League 2023-2024. Nhiều khả năng, tân binh này sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật tung vào sân ngay từ đầu, bởi hiện tại, đội chủ sân Vinh chỉ có hai ngoại binh bao gồm trung vệ Mario và tiền đạo Olaha. Chính vì vậy, nếu có được sự phục vụ của Rafael Success, sông Lam Nghệ An sẽ có thêm phương án để khoan phá hàng phòng ngự đối phương. Rafael Success có vị trí sở trường là tiền vệ cánh, nhưng khi cần, cầu thủ này vẫn có thể được đẩy lên chơi như một tiền đạo. Success sinh năm 1998, người Nigeria có sở trường là chạy cánh trái và được đánh giá cao về tốc độ cũng như là kỹ thuật cá nhân. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình trong màu áo của câu lạc bộ quê nhà NAF Rocket FC. Đáng chú ý, Rafael Success từng là vua phá lưới của giải vô địch quốc gia Myanmar trong màu áo AE Wendy Yuentik với 16 pha lập công ở mùa giải 2020. Sau đó, anh chuyển sang đội bóng hàng đầu của Myanmar là San Yuentik trước khi được Politero đưa về vào tháng 6 năm 2021. Dù được kỳ vọng nhiều, nhưng Rafael Success lại thi đấu không thực sự thành công tại Thái Lan. Thất bại trong màu áo Politero, chân sút người Nigeria đã được đưa sang Kasetat FC theo dạng cho mượn, nhưng cũng không để lại quá nhiều dấu ấn. Khép lại 2 năm trên đất Thái, Rafael Success trở thành cầu thủ tự do, rồi đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.